Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video hôm nay mình sẽ trả lời câu hỏi của một số bạn về vấn đề bản quyền YouTube ấy. Rồi là bạn sử dụng nhạc, rồi là kiểu quay video tự quay, rồi tại sao bạn vẫn bị kiểu nhận được cái khiếu nại bản quyền của YouTube. Thì nhận được khiếu nại bản quyền thì có sao không? Rồi là làm nào để lách, rồi làm nào để gỡ gậy với các kiểu như thế. Thực ra thì mình thì cũng xem qua một số bạn trên YouTube ấy chia sẻ là kiểu như là làm nào để lách bản quyền, làm video mà không vi phạm bản quyền thế này thế kia ấy. Thì nhưng mà mình thấy kiểu một số cái kiến thức nó hơi bị kiểu sai lệch một tí. Tức là cái bản quyền của YouTube ấy, thì nếu như các bạn mới làm YouTube thì các bạn nên hiểu nó là cái gọi là cái luật bản quyền của YouTube đi cho nó dễ. Tức là khi mà YouTube tạo ra cái nền tảng này thì người ta muốn là bạn là cái người sáng tạo nội dung ấy. Thì bạn phải sáng tạo ra video, tức là phải kiểu quay video và edit video và sau đấy là up lên. Chứ nhiều bạn thì kiểu làm lười ấy, các bạn đi re-up của người khác này. Rồi là các bạn thấy những cái bài nhạc nó hay ấy, các bạn đem về các bạn kiểu ghép vào video của bạn mà bạn không biết là tất cả những cái thứ đấy thì nó sẽ bị nhận được cái thông báo bản quyền của YouTube. Để rõ hơn cho các bạn ấy, mình vào cái trang web của YouTube đấy, kiến thức cho nhà sáng tạo ấy, mục này là mục bản quyền nhé. Các bạn có thể đọc bản quyền là một dạng luật sở hữu tài sản trí tuệ nhằm bảo hộ các tác phẩm sáng tạo nguyên gốc. Nhà sáng tạo chỉ được đăng tải video do họ sản xuất hoặc có quyền sử dụng. Như vậy nghĩa là không được phép đăng tải video không do họ sản xuất, cũng như không được sử dụng trái phép nội dung có bản quyền của người khác trong video của mình. Chẳng hạn như các bản nhạc, trích đoạn từ chương trình có bản quyền hoặc video do nhà sáng tạo khác sản xuất. Đấy, thì cái này nó quy định rất là rõ. Nếu như các bạn thích thì các bạn có thể vào cái trang web này đọc nhé. Bản quyền tự động do YouTube đánh, thế còn có thể là bản quyền của người chủ sở hữu, người ta đánh vào cái video của bạn. Thì khi mà video của bạn bị đánh bản quyền ấy thì nó sẽ có mấy cái vấn đề xảy ra. Thứ nhất là nếu như mà kênh của bạn mà đủ điều kiện bật kiếm tiền rồi ấy, tức là bạn đang bật kiếm tiền ấy, cho video đấy ấy, thì có thể bạn sẽ bị tắt kiếm tiền. Họ sẽ tắt kiếm tiền, cái kênh của bạn bị hạn chế kiếm tiền, kiểu là bị vàng tiền ấy, kiểu nó không có biểu hiện cái dấu đô la ấy, sau nó vàng ấy. Đấy, hoặc là bạn sẽ phải vẫn được kiếm tiền nhưng mà sẽ phải chia sẻ cái doanh thu từ quảng cáo với cái người chủ sở hữu bản quyền. Thế còn cái tệ hơn ấy thì YouTube nó sẽ gỡ video của bạn xuống theo yêu cầu của người ta và nó sẽ đánh gậy các bạn. Còn nếu như bạn bị ba gậy ấy, thì các bạn kênh của bạn sẽ bị chết. Đây nhé các bạn nhé, nếu mà khi mà một người chủ sở hữu bản quyền ấy mà người ta yêu cầu YouTube gỡ video của bạn ấy thì nó sẽ nhận được một cái gọi là cảnh báo vi phạm bản quyền nhé. Thường thì mọi người hay gọi đó là đánh gậy ấy, nhưng mà nó gọi là cảnh báo vi phạm bản quyền. Thì ở đây người ta quy định này, khi một chủ sở hữu mà bản quyền chính thức thông báo cho chúng tôi mới yêu cầu gỡ bỏ hoàn chỉnh và hợp lệ, trong đó cho rằng tác phẩm của họ bị sử dụng trái phép, thì YouTube sẽ gỡ video của bạn xuống để tuân thủ luật bản quyền. Và nếu video của bạn bị gỡ do có thông báo yêu cầu gỡ bỏ vi phạm do vi phạm bản quyền thì tài khoản của bạn nhận một cảnh báo vi phạm bản quyền. Thì cái cảnh báo vi phạm bản quyền này chính là gậy. Thì có mấy cách giải quyết này nếu như bạn nhận cái gậy này. Một là các bạn sẽ để nó hết hiệu lực trong vòng 90 ngày. Thứ hai nữa là bạn có thể liên hệ với chủ bản quyền để yêu cầu người ta rút lại. Người ta sẽ có một cái lựa chọn cho người ta là rút lại cái gọi là cái gậy cho bạn. Thế còn thứ ba là bạn gửi thông báo phản đối, nhưng mà thực ra thì không ai làm cái việc này cả. Tại vì cái việc gửi thông báo phản đối này thì nó không có gì mà kiểu hiệu quả cả. Và chưa kể nó còn ảnh hưởng đến kênh của bạn nữa. Thì đấy là mấy cái mà hậu quả của cái việc mà sử dụng cái gọi là nội dung bản quyền ở trên YouTube. Nhưng mà nội dung bản quyền ở trên YouTube thì thực ra thì đến 90% ấy là YouTube nó đánh kiểu đánh vào cái bản quyền nhạc ấy. Đâm ra là nếu như bạn mới làm YouTube ấy, thì các bạn nên sử dụng các cái nhạc mà có bản quyền hoặc là cái nhạc mà YouTube nó cho phép sử dụng ở YouTube Library. Đó, ok. Sơ bộ là mình sẽ trả lời mấy cái vấn đề như thế và còn một số câu hỏi các bạn. Để mình đi vào cái kênh của mình, mình chỉ cho các bạn xem là cái video mà nó bị bản quyền ấy thì nó như nào và nó không bị bản quyền thì nó ra sao. Ok. Ok, đây là ở trong cái YouTube Studio của mình nhé. Đây là cái kênh Việt Nam của mình. Thì như các bạn nhìn thấy này, kênh của mình thì được bật kiếm tiền rồi nhé. Monetization là on.
Tất cả cái này nó đều xanh hết nhé, không có cái nào bị kiểu vàng ấy, hoặc là kiểu cái đỏ có dấu gạch ấy. Đỏ có dấu gạch ấy thì là tắt kiếm tiền. Còn bên này phần restriction là giới hạn, thì mình hoàn toàn không bị giới hạn gì cả. Đây là cái gọi là một cái kênh bình thường, tới cái kênh rất là sạch, không có bị kiểu vi phạm bản quyền hay là giới hạn bản quyền gì cả. Mặc dù vậy thì mình cũng có nhiều video bị vi phạm bản quyền đấy, bởi vì cái kênh này mình lập từ ngày xưa lâu rồi, mà khi mà mình mới làm ấy thì mình cũng kiểu không biết về cái vấn đề bản quyền ấy, đâm ra là cũng vi phạm nhiều. Thì vi phạm thì mình đã xóa tất cả cái video đấy đi rồi. Tức là nếu như mà các bạn mà có gặp cái vấn đề về về bản quyền ấy, bị kiện bản quyền ấy, thì các bạn có thể có hai hành động nhé. Một là các bạn sẽ xóa cái nội dung mà vi phạm bản quyền, giống như có cái bài nhạc gì ở trong video ấy, thì các bạn có thể xóa đi và bạn thay thế bằng cái nhạc khác ở trên YouTube Library, tức là thư viện của YouTube. Thế còn đấy, cách thứ hai là bạn có thể xóa hoàn toàn cái video đấy đi nhé. Thì bạn xóa video đấy đi thì nó sẽ không bị đánh gậy. Bởi vì khi mà xóa video thì video đấy nó bị xóa khỏi YouTube rồi, và đến đến khi đó mà bạn kiểu chưa bị đánh gậy thì chắc chắn là bạn sẽ không bị đánh gậy đâu, khả năng rất là cao. Bởi vì đánh gậy là do người ta yêu cầu YouTube là gỡ xuống, gọi là take down notice ấy, thì khi mà gỡ xuống thì bạn sẽ bị ăn một gậy. Đấy, thì sau khi bạn xóa rồi thì chắc người ta chả đánh nữa. Tại vì còn yêu cầu, còn video đâu mà yêu cầu xóa. Đúng không? Thế thì bạn có thêm một phần nữa, đấy là phần copyright, tức là phần bản quyền. Thì sau khi bạn chọn vào phần bản quyền này, bạn sẽ nhìn được là ai là người mà kiểu đang up video, re-up video của bạn nhé. Ví dụ đây này, ở đây có bạn tên là Thầy Giáo Hồ Sĩ Huỳnh TV này, Hoàng TV A Còng này, Đình Tân In Ấn này, Thế Giới Đó Đây này. Nếu mà mình thích ấy, nếu mà mình thích thì mình có thể yêu cầu request video removal, tức là mình có thể yêu cầu YouTube đánh gậy bạn này nhé. Mấy bạn này nếu mà mình thích thì mình có thể yêu cầu đánh gậy. Nhưng mà thôi, mình thấy là các bạn đang làm thì ví dụ như bạn Thầy Giáo Hồ Sĩ Huỳnh TV này, bạn up re-up lại cái video hướng dẫn sử dụng Filmora 9 cho người mới bắt đầu của mình ấy, 100% luôn. View thì được có 4 view thôi. Kênh của bạn được 458 người đăng ký. Nếu mà mình thích thì mình có thể đánh vào đây, nhưng mà thôi, mình thì kiểu là người tốt bụng. Ok, đó là về bản quyền. Thế còn có một số cái, ví dụ bạn mà bị vi phạm bản quyền ấy, thì YouTube nó sẽ gửi cho bạn một cái video, gửi cho bạn một cái email, từ email là complaint, là bạn nhận được khiếu nại bản quyền. Để mình show cho các bạn cái email nhé. Cái email này mình vừa mới nhận được hôm qua thôi. Thì nó về một cái video ở trên kênh của mình, ở kênh tiếng Anh. Nhưng mà cái video này thì mình đã đặt private rồi, đã đặt riêng tư rồi. Riêng tư nó chỉ có mình xem được thôi. Nhưng mà nó vẫn bị khiếu nại bản quyền. Thì đấy, các bạn chú ý nhé. Kể cả là các bạn có đặt về cái chế độ private mà chỉ mình bạn xem được không ấy, thì các bạn sẽ vẫn bị khiếu nại bản quyền. Đây. Jackie Nguyễn, copyright owner using content ID has claimed some material in your video. Tức là tóm lại là về... gọi là kiện là cái người chủ sở hữu chủ bản quyền của cái bài nhạc này đã kiện bạn là bạn sử dụng một số cái nội dung của người ta. Đây không phải là this is not a copyright strike, đây không phải là gậy nhé. Cái khiếu nại bản quyền này không ảnh hưởng đến tình trạng tài khoản của bạn. Ok, nội dung bản quyền đây, claim bởi VDA này. Content là Imagination. Đây là nói chung là một cái bài nhạc thôi. Tại vì mình sử dụng, mình làm cái vlog linh tinh ấy, hồi xưa mình đi Seoul ấy, thế là mình làm cái vlog. Đấy, thì các bạn sẽ có mấy cái option để các bạn có thể xóa cái video này đi. Nhưng mà túm lại theo mình ấy thì cái cách tốt nhất là các bạn nên xóa nó đi. Xóa luôn cái video này khỏi YouTube. Và mình đã vào kênh của mình và mình xóa rồi, để tránh tình trạng là nhỡ đâu mà mình không xóa, người ta gửi cho mình một cái gậy thì toi. Tại vì nếu mà ba cái gậy thì bị xóa kênh, nhưng mà một hai gậy ấy, thì bạn sẽ bị hạn chế livestream, rồi bị hạn chế đủ thứ ở trên kênh. Ok, đấy là cái vấn đề bản quyền. Thế còn có nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, cho em hỏi là kênh của em chỉ lập ra để vui thôi ấy, để gọi là kiểu chơi vui thôi, chứ không có ý định là kiếm tiền ấy, chỉ có chia sẻ của gia đình rồi là trẻ con các thứ linh tinh của em thôi.
thì em có phải lo lắng về vấn đề bản quyền không? Tất nhiên là phải có chứ các bạn. Tại vì kể cả là bạn có làm chơi, làm vui hay gì thì bạn dùng cái nội dung bản quyền ấy, dùng nhạc bản quyền của người ta ấy, thì các bạn có thể là bạn vẫn sẽ bị ăn gậy như thường. Và ba gậy thì bạn vẫn bị xóa kênh. Còn nó không phụ thuộc vào cái việc là bạn được bật kiếm tiền hay không bật kiếm tiền nhé. Tại vì là bật kiếm tiền hay không bật kiếm tiền nó chỉ liên quan đến cái chương trình đối tác của YouTube ấy, để người ta có thể đặt quảng cáo và bạn sẽ nhận được phần doanh thu chia sẻ thôi. Chứ nó không liên quan gì đến cái bản quyền. Tất cả những thứ ở trên YouTube, ở trên online ấy, nó đều có bản quyền. Thì bản quyền của người ta nếu mà bạn dùng mà không có, tức là không được sự đồng ý của người ta ấy, thì sẵn sàng là kênh của bạn sẽ bị xóa thôi. Thế còn một số bạn thì hỏi còn ngây thơ hơn. Đấy là anh ơi, ở trong mô tả của em đã, tức là mấy bạn làm về video cover ấy, em đã ghi link gốc bài hát rồi, xong rồi em đã ghi là bản quyền thuộc về người ta rồi, mà em vẫn bị claim khiếu nại bản quyền, thậm chí còn ăn gậy. Thế là đấy là cái điều đương nhiên ấy, mình chẳng hiểu là ông nào ông ấy hướng dẫn các bạn là lấy các cái nội dung rồi re-up lại video của người khác, còn tức là lấy cái bài bài nhạc hoặc là cover lại của người khác mà bạn không xin phép ấy, sau đó là bạn lại còn lấy cái link gốc bạn đặt vào trong nội dung mô tả và sau đó bạn là ghi lại bản quyền của người ta, giống như kiểu là tôi ăn cắp của anh ấy, nhưng mà cái này ấy, sản phẩm này ấy, thuộc sở hữu của cái anh kia kìa chứ không phải của tôi chỉ ăn cắp thôi đấy, kiểu như thế. Nói ra là bạn, các bạn đừng có làm những cái đấy nhé, làm cái đấy nó không ăn thua đâu, không có tránh được bản quyền, không có lách được bản quyền đâu. Tại vì mình thì thấy nhiều bạn làm ấy, xong rồi cứ kêu rồi sao tại sao người ta hướng dẫn thế này, người ta hướng dẫn thế kia, tại sao lại như thế hả anh, thế người ta không đúng là thế này thế kia. Thì thực ra thì các bạn nếu mà các bạn lên YouTube hoặc là lên trên mạng ấy, các bạn xem người nào hướng dẫn các bạn mà các bạn cảm thấy tin tưởng ấy thì các bạn phải theo người đấy. Chứ còn bây giờ các bạn đi hỏi một người xong rồi các bạn lại hỏi mình là có tin được người đấy hay không, cái này kia mình đâu biết đâu. Mình làm sao mà kiểu biết người đấy là ai mà tin. Mặc dù cái cộng đồng YouTube này nó cũng không phải là quá là rộng lắm, đặc biệt là những cái nội dung nhỏ nhỏ, ví dụ chia sẻ về YouTube, thực tế mình cũng biết là những cái người đấy là người nào ấy, tên tuổi những người đấy chia sẻ cái nội dung như nào. Thực ra mình thì cũng chẳng muốn vào comment gì cả, nhưng mà mình chỉ nhắc nhở các bạn thế thôi. Tức là nếu các bạn đã nghe ai thì các bạn phải nghiên cứu kỹ một tí cái nội dung kiến thức người ta chia sẻ, bởi vì không phải cái gì nó cũng đúng. Kể cả mình cũng thế thôi, vì đôi khi ấy, mình chia sẻ thì có thể là mình cũng có lúc mình nhầm. Đó là mấy cái câu hỏi của các bạn về bản quyền. Thế còn một số bạn hỏi thì ngoài nhạc ra ấy, thì YouTube còn bắt bản quyền ở những cái gì nữa hả anh? Thực ra thì nhạc là cái việc mà YouTube nó bắt bản quyền chặt nhất ấy, bởi vì nó có cái hệ thống để nó soi được, so sánh sóng âm các kiểu ấy. Thế còn ngoài ra ấy, thì nếu như là các bạn sử dụng hình ảnh các thứ ở trên mạng thì các bạn cũng phải cẩn thận. Nếu bạn sử dụng hình ảnh của người khác ấy mà kiểu thỉnh thoảng sử dụng thôi thì nó cũng không sao ấy, tại vì nó sẽ không bị bắt ấy, người ta cũng kiểu không quan tâm, không cần kiện đấy. Nhưng mà nếu mà bạn sử dụng nhiều quá, hoặc là ví dụ kiểu bạn bôi nhọ một ai đó mà bạn cứ đưa ảnh của người ta lên ấy, thì cái người đấy mà người ta lỡ người ta xem được video, hoặc là kiểu video của bạn nó nổi tiếng ấy, thì người ta xem được video thì người ta có thể là kiện YouTube và bạn sẽ ăn gậy bản quyền đấy. Rất là hình ảnh cũng thế, hình ảnh online là các bạn cũng cẩn thận, kể cả là logo, tên của gọi là các cái hãng công nghệ, rồi là Apple, Samsung các thứ linh tinh ấy. Nếu mà các bạn mà kiểu không nói gì đến cái lĩnh vực của người ta thì thôi chẳng làm sao ấy. Nhưng mà nếu mà các bạn mà nói cái gì mà nó động đến lợi ích của người ta, hoặc là nó liên quan đến kiểu dạng là hình ảnh, bôi nhọ hình ảnh của người ta ấy, thì có thể là người ta sẽ kiện bản quyền bạn. Khi đó thì bạn sẽ bị vi phạm bản quyền. Thế còn phương pháp mà xử lý mà khi bạn vi phạm bản quyền ấy, thì như mình nói từ đầu ấy, thì bạn chỉ có một cách thôi, đấy là bạn có thể xóa cái video đấy đi, để nó không ảnh hưởng đến kênh của bạn. Thế còn cái cách thứ hai thì nếu như mà bạn dùng nhạc bản quyền ấy, thì YouTube nó sẽ cho bạn một cái lựa chọn, đấy là kiểu thay thế cái bài nhạc đấy ở trên YouTube. Thì hôm nào thì mình có cái video nào vi phạm bản quyền thì mình sẽ làm và hướng dẫn các bạn thay thế cái đoạn nhạc đấy, đơn giản thế thôi. Chứ còn nói chung là sơ bộ về bản quyền là như thế thôi. YouTube nó sẽ có luật, bạn lên YouTube bạn có thể search được các cái, tìm được các cái video ấy của YouTube ấy, của chính thức của YouTube nhé, Creator Insider, hoặc là của gọi là cái kênh Creator Video hay cái gì đấy, của mấy cái kênh của YouTube ấy, thì người ta nói rất là rõ về cái vấn đề bản quyền, thậm chí người ta có cả video giúp bạn học về vấn đề bản quyền. Tức là nếu mà bạn vi phạm bản quyền lần một ấy, người ta sẽ yêu cầu bạn phải vào lớp để học học rồi sau đó bắt đầu các bạn mới được đi làm sáng tạo nội dung thế này thế kia đó.
Tóm lại bản quyền nó rất là phức tạp, và nó cũng có nhiều lúc ấy, mình kể cả là mình một người làm lâu rồi ấy, mình vẫn lắm lúc mình vẫn vi phạm bản quyền, nhưng mà khi mà bị vi phạm ấy thì có thể là cái cách xử lý của mình nó nhanh, nên ra là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến kênh của mình cả. Ok, video hôm nay chia sẻ ngắn gọn đây thôi, giải đáp thắc mắc của một số bạn về vấn đề bản quyền YouTube. Còn nếu như các bạn nào mà có câu hỏi nào ấy, hoặc là cái trường hợp của bạn như nào ấy, thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Hà Nội trời nó đang đẹp, nên ra là mấy hôm nay mình lười làm video, chỉ toàn đi chơi thôi. Ok, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Quên mất là mình còn một cái câu hỏi mình chưa trả lời các bạn. Tức là có một số bạn thắc mắc là khi mà các bạn đi quay video ấy ở ngoài trời hoặc là trong các cái quán cà phê ấy, người ta cứ bật nhạc ấy, thì khi về thì bạn có giữ tiếng gốc của video được không ấy? Thì nếu như các bạn muốn tránh cái vi phạm bản quyền ấy thì các bạn nên xóa tiếng này nhé, tắt tắt tiếng đấy đi. Còn nếu mà muốn thì các bạn phải tìm những cái chỗ nào thật là vắng vẻ quay, sau đấy là kiểu không có nhạc nhẽo gì, chứ còn những cái nhạc đó là các bạn cũng bị vi phạm bản quyền rất là bình thường, giống như là các bạn tải nhạc ở chỗ khác về các bạn đăng lên video YouTube của bạn thôi. Nên ra là phải khắc phục cái vấn đề đấy, chứ còn cũng không có cái cách nào mà kiểu mình tách cái nhạc đấy ra. Hoặc là có một cái mình hay làm ấy, đấy là có thể mình sẽ giảm âm lượng, giảm âm thanh gốc xuống và cái nhạc nền của mình nó to hơn để đè lên ấy, thì nó sẽ kiểu thay đổi sóng âm của cái video gốc, đâm ra là nó sẽ không bị vi phạm bản quyền. Đó là cái cách xử lý. Ok, lần này tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Goodbye.